Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh Minh Chùa của đình của mình nha. Nay mình quay cái clip này là mình đang làm những cái này nha mọi người. Và bỏ sỉ và nhận lễ các đơn nhỏ lễ và bỏ sỉ luôn. Những kiểu dây lật và kiểu dây sủng như này nha mọi người. Lật múc máy sủng nè. Đó. Như đây là những dây kiểu làm tay nên là mình làm bạc zin hết nha. Tất cả đều là bạc zin hết, kiểu làm tay. Đó, như những cái dây này. Đây mọi người. Đó, đều đầm tay nha mọi người, bạc zin hết nha. Và đảm bảo cho mọi người là đúng tuổi. Đúng bạc zin, nếu mà không phải bạc zin thì hoàn tiền rồi nha mọi người. Và có một số anh em hay hỏi mình giờ này không ra clip á. Giờ này mình khá là nhiều công việc xíu mình không có thể mà quay được cho anh em. Và những anh em nào hay xem kênh mình á, nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ mình. Và mình mấy cái này mình cũng không có quay clip nha mọi người. Đây, thành phẩm mình ra. Cái này đi một máy lại nữa. Mình chỉ mới làm xong rồi nhám thôi. Đây làm đang làm lời dở. Mấy cái này mình không quay nha. Và anh em nào mà có tìm hoặc là gì đó thì cứ inbox cho mình. Để lấy những cái mẫu dây này giá tốt nhất nha mọi người. Đây những cái dây lật sủng nhỏ từ 3 chỉ, 5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ rồi đó, nó tùy theo kích cỡ dây nha mọi người. Dây nhỏ thì không, nó hơi nhặt một xíu tại vì móc đồ này kia nhặt xíu. Mình làm có thể làm những dây 10 cây hoặc là 15 cây tùy theo mọi người. Đó là những đơn nhỏ lẻ. Còn những cái dây này là lượng rưỡi nha mọi người, một cây rưỡi này. Lật sủng này. Đó, sáng mới tinh. Nói chung là sáng rất đẹp nha. Đó, cái dây này mới máy ra nè. Mọi người thấy không? Đảm bảo cho mọi người dây này là dây 4 số hết nha, 99 nha. Còn những dây này bạc đúc nên là cái màu nó khác nhau nè mọi người thấy không? Đó, mồi so nè. Cái những cái dây này là bạc đúc nè. Đó, bạc 98 nha mọi người. Nên nó khác nhau bạc 99 nha. Ok, anh em nào có liên hệ thì inbox qua Zalo mình. Mình có làm những cái kiểu nhẫn này nữa ngoài Tết nha. Kiểu nhẫn nhỏ nhỏ này nè. Mình làm rất là nhiều. Và những kiểu nhẫn Mỹ này nữa. Nhẫn Mỹ này thì đa số mình đang làm để bỏ sỉ thôi nha. Và lễ thì inbox riêng cho mình. Còn ai lấy sỉ thì inbox sớm cho mình để có một cái giá tốt nhất nha mọi người. Ok. Cảm ơn mọi người rất nhiều và cảm ơn cũng gần hết năm rồi. Chắc clip này rồi mình sẽ sắp Tết mình nghĩ á, mình sẽ chỉnh những cái video và nó hoàn chỉnh lại cho mọi người xem. Tại vì có một số video nó cũng rất là nhiều, đỡ máy nó cũng rất là nặng. Mình hiện tại là mình đang ở Nha Trang nha mọi người. Và cảm ơn anh em đã ủng hộ mình suốt thời gian qua và luôn đồng hành cùng với mình trong một năm qua nha. Và anh em nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình. Và mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Còn anh em nào muốn lấy sỉ thì cứ inbox cho mình, inbox cho mình để có một cái giá tốt nhất để theo mình làm ăn lâu dài. Và cái này mình cũng đang làm để bỏ sỉ mọi người. Ok. Và cảm ơn mọi người rất nhiều nha.